Đầu tiên thì rất là hạnh phúc được gửi lời chào tới tất cả các thầy cô cũng như các những người anh, người chị, người thân của Thi từ trường Nguyễn An Ninh đã chọn khu nghỉ Sea Hot cho cái dịp họp mặt rất rất đặc biệt này. Và ngay giờ đây, tối nay, trước không khí trong lành của biển Mũi Né, Phan Thiết, mong các thầy, các cô, các anh, các chị, những người thân có một kỷ niệm thật dễ thương và khó quên. Và cái niềm mong muốn của Thi nói riêng, của khu nghỉ Sea Hot nói chung là không chỉ được một lần chào tất cả tại đây. Và để vì như mọi người cũng rõ rồi, trong một ngày rất ngắn ở Sea Hot thì mọi người cũng rõ là Sea Hot là cái nơi dành cho những ai yêu và muốn sống với biển. Và để nói lên cái sự mong muốn này của Thi thì ban tổ chức, chị Thoa, anh Hậu có thể mời một người đại diện lên để Thi có một cái món quà nhỏ tặng được không ạ? Anh Thi của chúng ta đã mở lời, vậy xin mời một vị đại diện từ ban tổ chức không phân biệt là ở Việt Nam hay ở hải ngoại xin mời nhanh chân tiến về sân khấu ạ. Tức là thì chắc chắn là mọi người không quan trọng, nhưng đây là một cái voucher 2 đêm ngủ tại Sea Hot. Thì khi nào mà ai có nhu cầu quay lại khu nghỉ đó thì chị Thoa sẽ trao đổi với mọi người nha. Và cuối cùng cho Thi gửi lời tri ân tới tất cả các người anh, người chị, người thân của khu nghỉ của Thi. Và Thi kính chúc tất cả sức khỏe, bạn bè, tình yêu, tự do, hạnh phúc, lòng trắc ẩn và đặc biệt là sự thành công thật bền vững. Xin cảm ơn. Em cũng cảm ơn Thi. Em cũng xin đại diện cho các bạn em rất Nguyễn Ninh. Cũng xin chân thành cảm ơn anh, cũng như đặc biệt các anh chị em, nhân viên ở cái resort Sea Hot này đã lo cho chúng em được rất là chu đáo. Nhất là chân tình của anh, tình cảm của anh dành cho nhóm của tụi em xin cảm ơn anh. Em cũng xin chúc anh và Sea Hot ngày một phát triển thành công hơn. Chúc anh sức khỏe và được nhiều may mắn, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, như vậy là hai bên đã đối đáp chân tình và cũng đã có quà tặng cho nhau, phải không ạ? Quà tặng của Sea Hot là voucher, còn quà tặng của chính anh chị em trong đại gia đình Nguyễn An Ninh của chúng ta chính là sự chân tình khi ở trong Sea Hot Resort, được không ạ? Ok, vỗ tay được không ạ? Thôi, bây giờ xin mạn phép được mượn không gian này và giữ nhịp cho cái cuộc nâng ly, chúng ta chính thức bắt đầu ăn tối, được không ạ? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta đừng phân biệt ly của mình trước mặt đang là nước gì ạ. Rót đầy nó vô giùm em.